Quý vị thân mến, không khí chuẩn bị đón chào xuân mới đang rộn ràng. Cũng như những năm trước, các trường trên địa bàn quận Bình Thủy đều tổ chức sớm các hoạt động cho bé đón xuân. Năm nay, trong dịp tổ chức này có thêm những mô hình mới cách làm hay để qua đó học sinh được đón xuân vui vẻ, đầm ấm bên thầy cô và bạn bè. Tổ chức chợ Tết không đồng để qua đó học sinh nghèo có thêm điều kiện để nhận được bánh kẹo, tập sách, đồ dùng học tập, quần áo đã qua sử dụng. Đó là mô hình mới mà trường tiểu học Trà Đốc 2 thực hiện trong chương trình đón xuân cho các em học sinh trong dịp Tết năm nay. Để chuẩn bị cái không khí Tết cho các học sinh thật sự là an toàn á, thì nhà trường chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch, rồi sau đó là có phân công trong ban ngành đoàn thể và giáo viên chủ nhiệm ở các lớp á, là một mặt là chúng ta thực hiện cái chương trình giảng dạy của cái sang học kỳ 2, và thứ hai nữa là cái khâu trọng tâm nhất là chúng ta chuẩn bị cho các em học sinh á, là đón Tết là vui tươi an toàn. Để các em học sinh được vui đón Tết cùng thầy cô và bạn bè, từ nhiều năm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy đã tổ chức sớm hoạt động đón Tết tại các điểm trường từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn. Cùng với việc tổ chức các trại xuân trang trí những mâm cỗ hoa quả để các em tham gia, các trường còn tổ chức thêm những hoạt động mới như hội thi vẽ tranh, chợ không đồng. Triển khai các hoạt động để tạo cái môi trường, tạo cái không gian cho các trẻ cũng như là học sinh tham gia vào các hoạt động vui xuân đón Tết. Mỗi một đơn vị sẽ cụ thể cho nó phù hợp với tình hình thực tế cũng như là điều kiện của từng đơn vị. Nhà trường cũng đã tổ chức cho các em học sinh là sẽ thi diễn thời trang, trang trí mâm ngũ quả, rồi trao phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ tạo ra cái cảnh quan về ngày Tết vui xuân cho các em có thể là vui vẻ trong cái ngày Tết đến xuân về. Tăng cường cái việc đó là kiểm tra cái nguồn gốc thực phẩm đầu vào, và ngoài ra thì tụi em cũng luôn là kiểm tra thực phẩm 3 bước hàng ngày, rồi lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Nhà trường cũng đã tổ chức các gian hàng cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm nhằm tái hiện lại những không khí Tết, và trẻ được trải nghiệm thực tế thông qua những cái hoạt động tại các gian hàng. Và thông qua đó, trường Mầm non Bình Thủy mong muốn trẻ sẽ hiểu được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Với các tổ chức ở các trường đã giáo dục cho các em học sinh về ý nghĩa của ngày Tết truyền thống của dân tộc, sự hiếu kính của con cháu đối với ông bà cha mẹ, thầy cô giáo trong dịp Tết cổ truyền. Đồng thời qua đó, giúp các em có thêm niềm vui, phấn khởi, ra sức học tập thật tốt. Con thấy rất là vui khi mà trường tổ chức cái trại xuân cho con và tặng quà cho con và các bạn, làm cho con thấy là Tết ở trường rất là vui khi mà có những món quà như là đồ chơi, bánh và đồ dùng học tập. Hội trại năm nay em cảm thấy rất hạnh phúc vì đây là năm cuối của chúng em. Đây là có vẻ là một hội trại mà có thể khi em sau này em cũng không thể nào quên được. Khi em lên cấp 2, nếu được nhắc về hội trại, em chắc chắn sẽ nhớ đến trường tiểu học Trà Đốc 2. Chương trình hội trại xuân cùng bé đón Tết của ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy sẽ kéo dài đến ngày mùng 5 Tết.